Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang nói đến chuyện là cái tình hình Covid-19 nó không có hề thuyên giảm mà nó đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, khiến cho nhiều nơi phải tiếp tục đóng cửa. Và cũng vì liên quan đến Covid-19 thì lại nói đến chuyện khẩu trang và rửa tay. Thì ngày hôm đầu tuần này, có hai chị em ở Chicago, chỉ mới có một người có 21 tuổi, một người 18 tuổi thôi, đã đâm một nhân viên ở một cái cửa tiệm tại đây 27 nhát. Chỉ vì cái người nhân viên đó nhắc hai chị em này là phải mang khẩu trang và sử dụng nước rửa tay khi vào trong tiệm. Người nhân viên này không có được nhắc tên cũng như là không cho biết là cái sắc tộc là cái gì hết. Chỉ biết là một người đàn ông 32 tuổi. Thì ông ta nhắc hai chị em là Jessica Hill và Jayla Hill khi mà hai chị em này bước vào trong tiệm. Thì ban đầu thì cự cãi nói qua nói lại xong rồi bắt đầu tình hình trở nên là leo thang nghiêm trọng khi mà một trong hai cô này đấm một cái vào trong ngực của cái người đàn ông đó. Trong cái bài báo tường thuật lại á, thì không có nói là người đàn ông này phản ứng như thế nào, chỉ biết là sau khi mà đấm vào ngực ông ta rồi thì đến cô chị bắt đầu rút con dao ra đâm liên tục vào cái người đàn ông này, trong khi cái cô em kia thì đè người đàn ông này giống như nắm tóc đè xuống. Thì nếu nắm tóc, chắc có tóc dài thì chắc là Ngọc Lan nghĩ chắc là cũng là người da đen, tóc dài đè xuống và để đâm như vậy. Sau đó cảnh sát đến, đương nhiên bắt hai cô này. Luật sư của hai cô nói rằng là yêu cầu hai cô được đóng tiền để tại ngoại hậu tra, nhưng mà quan tòa không cho, với lý do rằng là cái hành động của hai cô này quá là côn đồ. Luật sư thì nói rằng là họ là tự vệ cá nhân, còn không biết tự vệ bằng cách nào, nhưng mà khi mà có thể mà rút dao để mà đâm người ta liên tục như vậy thì kinh khủng quá. Cũng là liên quan đến chuyện khẩu trang thôi đó. Và chuyện Covid-19. Yeah. Cũng nói về tới với Covid-19, thị trường chứng khoán thì rớt. Nhưng mà có một cái đó là có nhiều công ty vẫn ăn nên làm ra vào cái thời kỳ dịch bệnh này. Thí dụ như là Zoom video để chúng ta mà học gì đó ở nhà. Rồi Amazon lại mướn thêm người. Hôm nay thì có cái bản tin là mướn thêm cả 100,000 người. 100,000 người chứ không phải 100 người luôn. 100,000 người cho cái mà làm part time cho cái dịp mà lễ hội sắp tới đây. Thì ai cũng biết là ngay sau Halloween thì bắt đầu bước vào, mỗi năm là bước vào cái thời giai đoạn mà mua sắm mùa lễ rất hội. Là nhiều mùa lễ hội đó. Hồi đó là những năm trước là cửa tiệm bắt đầu rộn rã tưng bừng, nhưng mà năm nay với tình hình này thì người ta đã tiên đoán rằng là sẽ không có cái tình trạng mà đổ xô đi đến các shopping. Và chính vì vậy mà lý do tại sao Amazon trong suốt thời gian qua, nhất là từ lúc mà tháng 3, tháng 4 cho đến bây giờ, họ mướn người liên tục. Đợt rồi cao điểm họ mướn 175,000 người, là cũng là làm việc giống như là thời vụ thôi. Tuy nhiên sau đó họ hứa là giữ lại đến 70% trong số đó làm việc full time nếu những người đó làm việc tốt. Cũng như vậy, bây giờ là họ thông báo là tuyển 100,000 người, và có rất là nhiều cái khu vực ở quanh vùng California của mình đây đã tuyển người. Thì những ai mà cần công ăn việc làm có thể là nộp đơn xin lúc này. Nghe nói cái điều kiện của họ rất là dễ dàng, nhờ lương thì họ trả cao hơn lương căn bản, tức là nghe nói 15 đồng một giờ. Nhưng mà sau 3 tháng những ai mà làm việc tốt á thì họ sẽ đưa vào là trở thành nhân viên full time, thì cái quyền lợi cũng được rất là nhiều. Thì những ai mà có nhu cầu thì có thể lên trên internet search những cái Amazon nào, những cái cửa hàng nào gần cái khu vực của mình đang ở, thì đó cũng là một cái cơ hội để người ta thay đổi công việc. Thời buổi này mà kiếm đâu ra mười mấy đô một giờ thì cũng là cái công việc làm ăn tốt của công ty Amazon. Nhưng mà nói tới những cái gì đó mà nó liên quan tới Covid-19, mặc dù người ta ở nhà mà cái phần phiếu của họ đó thì vẫn gia tăng. Thí dụ như là mấy cái
công ty mà làm ra những cái trò chơi điện tử đó, nhiều người ở nhà rảnh quá chơi trò chơi điện tử cho nên nó cũng gia tăng. Rồi như là học ở nhà này, Zoom nè, rồi như là Amazon nè, bán hàng vẫn gia tăng. Có một cái này nữa nhắc cùng với quý vị, đó là chúng tôi sẽ nói về cái cơn bão số 9 ập vô Việt Nam vào sáng sớm ngày 28 tháng 10, tức là giờ theo giờ Việt Nam thì giờ này đã là buổi tối rồi, tức là cách đây chừng 10 tiếng đó, thì bão nó vô như thế nào. Nhưng mà ở tại Hoa Kỳ này, trong 2 đêm liên tiếp ở tại Philadelphia mới có thêm một cái vụ tử vong một người da đen cũng bị cảnh sát bắn chết, mặc dù là đã có sự cản trở của một người mẹ chạy ra và nói rằng là con tôi như thế này thế kia, nhưng mà vẫn bị cảnh sát bắn chết tại vì người đó bước tới gần cảnh sát và có tay có cầm hung khí. Cho nên Ngọc Lan có cái video clip quay lại cái cảnh mà bắn chết người đây. Đó, cho nên khi mà bắn chết như vậy đó, người ta nói rằng là cái người này đã bị bắn một cách oan uổng. Và đã xảy ra 2-3 đêm liên tiếp biểu tình cũng như là xuống đường, rồi người ta bắt đầu đập phá cửa tiệm thêm một lần nữa. Đó, quý vị thấy cái hình ảnh này, đó là người mà đã bị cảnh sát bắn. Và bây giờ thì người ta đang điều tra coi là cái bắn này nó có công bằng hay không. Và cái người mà đi tới cảnh sát mà cầm hung khí như vậy đó là cầm cái gì, họ vẫn chưa có thông báo, là chưa có bản tin rõ ràng là cầm cái gì đi tới hay là có gây nguy hiểm cho cảnh sát hay không nữa. Bây giờ thì quay qua một cái clip khác nữa thôi, với cái việc đó là ngày hôm qua ở tại Philadelphia, tối hôm qua lại có hơn gần 1.000 người đi tìm những cái cửa hàng để mà đập phá hôi của. Qua hình thì thấy tiệm Foot Locker nè, Rite Aid nè, Walgreens nè, rồi tiệm Payless Shoe nè, đó, những cái cuộc biểu tình như vậy đó đã xảy ra vào đêm hôm qua, lại có hôi của nữa. Và người ta nói rằng là tại sao cảnh sát da trắng lại đi bắn chết thêm một người da đen nữa, rồi lại bắn không có công lý đâu rồi này kia đó. Cho nên cái đó là cái chuyện đang xảy ra ở Hoa Kỳ này. Nhưng mà chúng ta thấy có quá nhiều tin hàng ngày, từ vấn đề bầu cử cho tới vấn đề Covid-19, cho nên cái tin này đó nó bị chìm hơi sâu đó, không ai nhắc hết. Nhưng mà vô tình hôm qua tôi đọc được, tôi nói wow, lại có thêm một vụ nữa, lại hôi của tiếp và biểu tình tiếp nữa. Sợ quá, đáng sợ quá. Chưa bao giờ nói là một cái năm nào mà nó nhiều những cái biến cố hả? Nhiều cái chuyện động. Mà ngay gần vùng Lido Sài Gòn của chúng ta ở đây thì ai cũng biết là bắt đầu từ hôm sáng ngày thứ hai, từ lúc khoảng 9 giờ sáng là khởi đầu từ vụ cháy ở Irvine. Bắt đầu chỉ là một cái đám cháy nhỏ thôi nhưng mà đã lan rộng ra, khiến cho hôm đó thì 60.000 người được yêu cầu di tản. Nhưng mà đến chiều thứ ba thì đến tối thứ hai thì con số đã lên đến 90.000 người, và qua đến ngày hôm qua đã lên đến 100 mấy chục ngàn người được yêu cầu di tản. Và đến giờ phút này thì có vẻ như là cái đám cháy đó nó bắt đầu được khống chế từ từ, mặc dù cái số lượng nó không có nhiều. Một số người đó sống ở quanh cái khu vực mà Irvine thì họ vẫn ở yên ở đó, chưa đến lúc phải đi, nhưng mà nhiều người đã phải di tản rồi thì cũng chưa được lệnh trở về. Thành ra ngay rất gần ở chúng ta đây, và cũng đã thấy cái hiện tượng thiên tai bên cạnh những cái chuyện mà nhân tai thì còn có thiên tai nữa. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần quảng cáo.